你爸爸是医生吗? Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng thực tế. 你爸爸是医生吗? Nǐ māmǎ nè? Nǐ māmǎ nè? Nǐ bàbà māmǎ dòu shì lǎo shí ma? Nǐ bàbà māmǎ dòu shì lǎo shí ma? Nǐ bàbà māmǎ hǎo ma? Nǐ bàbà māmǎ hǎo ma? Tā mèn māng ma? Tā mèn māng ma? Nà nǐ nè? Nǐ māng ma? Nà nǐ nè? Nǐ māng ma? Bây giờ, hãy thay bạn của Đinh Lực Ba nói lại. Chào cô, tôi không phải giáo viên, tôi là bác sĩ. Nín hào, 我不是老师,我是医生. Nín hào, 我不是老师,我是医生. Bây giờ, cô giáo Trần nhìn thấy một bà cụ đứng bên cạnh Lực Ba. Cô hỏi, Lực Ba, đây là bà nội em à? Hãy cùng nghe. Lì bố, chê sư ní nải này ma? Đầu tiên là từ bà nội. Nải này. Nải. Nải. Nải này. Một thanh ba và một thanh nhẹ. Bà nội. Nải nè. Nải nè. Bà nội của tôi. Uốn nải nè. Uốn nải nè. Bà nội bạn. Ní nải nè. Ní nải nè. Lực Ba, đây là bà nội em à? Lì bố, chê sư ní nải nè ma? Lì bố, chê sư ní nải nè ma? Hãy thử nói, bà nội của ai? Sấy tờ nải nè? Sấy tờ nải nè? Bà nội của bạn mình. 我朋友的奶奶. 我朋友的奶奶. Kia là bà nội của cậu phải không? 那是你奶奶吗? 那是你奶奶吗? Không phải, đó là bà nội của bạn mình. 不是, 那是我朋友的奶奶. 不是, 那是我朋友的奶奶. Bà nội cậu có uống cà phê không? 你奶奶喝咖啡吗? Ní nải nải khơ cà phê mà. Hãy trả lời không. Bà không uống cà phê. Bù, tha bù khơ cà phê. Bù, tha bù khơ cà phê. Hãy hỏi tiếp. Vậy còn bố mẹ bạn thì sao? Họ uống cà phê không?
那你爸爸妈妈呢？他们喝咖啡吗？那你爸爸妈妈呢？他们喝咖啡吗？Họ cũng đều không uống cà phê. Cảm ơn. Họ cũng đều không uống cà phê. Cảm ơn. Họ cũng đều không uống cà phê. Cảm ơn. Bây giờ Đinh Lực Ba trả lời lại cô giáo Trần. Không phải. Bà là bà ngoại em. Hãy nghe. 不是, 她是我外婆. Đầu tiên là từ bà ngoại. 外婆. 外. 外. 婆. 婆. 外婆. 外婆. Bà nội, bà ngoại. 奶奶, 外婆.奶奶，外婆。Hãy thử nói. Bố, mẹ, bà nội, bà ngoại. Bà bà, má mà, nài nài, ngoại phố. Bà bà, má mà, nài nài, ngoại phố.Kia là bà ngoại mình, không phải bà nội mình. Nà sư wǒ wài pǔ, bǔ shì nǎi nǎi. Nà sư wǒ wài pǔ, bǔ shì nǎi nǎi. Bây giờ cô giáo Trần chào bà ngoại của Đinh Lực Ba là: Bà ngoại, xin chào bà.外婆您好，外婆您好。Bây giờ hãy thử nói câu này, hãy thử nói câu sau. Bà ngoại bạn có uống cà phê Việt Nam không? 你外婆喝越南咖啡吗？你外婆喝越南咖啡吗？ Uống cà phê Việt Nam. 喝越南咖啡。喝越南咖啡。Cà phê Trung Quốc có ngon không? Ở đây là uống ngon không? Trung Quốc cà phê hào hơ mà?中国咖啡好喝吗？ Không, cà phê Trung Quốc không ngon. Cà phê Việt Nam rất ngon. Bù, Trung Quốc cà phê bù hào hơ. Việt Nam cà phê hào hơ. Bù, Trung Quốc cà phê bù hào hơ.越南咖啡很好喝，很好喝。Bây giờ hãy thử nghe từ phóng viên. 记者，记，记，者，者，记者。Âm Hán Việt là ký giả. Chỉ trở. Anh là phóng viên phải không? Nǐ shì jì zhě ma? Nǐ shì jì zhě ma? Không phải. Tôi không phải là phóng viên.Tôi là giáo viên ngoại ngữ. 不是,
我不是记者，我是外语老师。Hãy trả lời câu hỏi sau đây. Nǐ bà bà ma ma shì jì zhě ma? Nǐ bà bà ma ma shì jì zhě ma? Tā mèn shì lǎo shī ma? Tā mèn shì lǎo shī ma? Nà tà mèn shì yī shēng bǎ? Nà tà mèn shì yī shēng bǎ? Hãy chú ý từ bà ở cuối câu. Vậy, họ là bác sĩ đúng không? Là để thể hiện, hỏi khẳng định. Ý nói là bố mẹ bạn là bác sĩ phải không nhỉ? Bà, bà. Hãy trả lời lại. Nà tà mèn shì yī shēng bǎ? Nà tà mèn shì yī shēng bǎ?